Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bạn có niềm tin, đức tin với tôn giáo và tâm linh hay không? Cách nào để thêm phước báo hậu vận cho mai sau? Khải Toàn xin chia sẻ những trải nghiệm cũng như những câu chuyện thực tế. Một số người khen đạo mình, chê đạo người, điều này không có trong giáo pháp. Người có đức tin, kết duyên lành với tôn giáo là hạt giống thiện lành. Tuy nhiên, cần thực hành lời dạy theo tôn giáo mới có thể phát huy sức mạnh tâm thức. Vì tin thôi chưa đủ. Trong những năm xem mệnh với biết bao lá số, gặp bao nhiêu người, Khải Toàn nhận thấy người có niềm tin về tôn giáo, tin vào chính mình, thường xuyên hành trì, làm lành tránh dữ, luôn may mắn hơn trong cuộc sống. Bản thân Khải Toàn cũng là một ví dụ. Vì vậy, Khải Toàn luôn hướng những vị gia chủ đến con đường làm lành tránh ác. Thông qua đức tin của mỗi người. Có như thế chúng ta mới được ơn trên gia hộ và tự mình làm vị hộ pháp cho chính mình. Khải Toàn xin chia sẻ những câu hỏi cũng như những chia sẻ thường gặp. Hy vọng chư vị thiện duyên theo dõi kênh có thêm kiến thức cũng như tinh tấn trên con đường làm lành tránh dữ. Khải Toàn hạn chế nhận xem mệnh. Khi xem có mở lòng đón nhận những chia sẻ, những tâm tư từ những vị gia chủ. Trong đó có chủ đề niềm tin về tôn giáo và tâm linh như thế nào. Khải Toàn xin tóm gọn như sau. Với người chưa tin. Với người tin vào mắt và tai của mình, tức là mắt thấy tai nghe, họ mới tin. Các bạn nên biết, qua một tờ giấy với một khoảng cách đã không thể thấy và không thể nghe. Nếu dùng ngũ căn, chỉ thêm mê lầm phiền não trong đời này. Các bạn hãy tìm hiểu tôn giáo hay tâm linh là một phương tiện kỳ diệu, ứng dụng càng sớm càng có thêm duyên lành. Kế đến, những vị đã tin vào tôn giáo và tâm linh rồi, các bạn hãy hành trì làm điều lành theo giáo pháp của mình, tu các pháp bố thí, kém phước nào thì bố thí pháp phước ấy. Tin mà không hành sẽ không có công phu. Ví như biết phương pháp giảm cân nhưng không thực hành mỗi ngày. Vì vậy, trước là tính tâm, sau là hành trì, làm lành tránh dữ. Nhiều người vẫn còn ngờ vực và nhầm lẫn giữa tôn giáo và tâm linh. Nói đơn giản, đạo là con đường, tâm linh là cảnh giới khác, khác khỏi chúng ta sống. Dù đạo hay tâm linh, người sống lành, hiểu đạo, tin vào tôn giáo, tin và tín đạo, tôn trọng người cõi khác, đó chính là chánh tín, không phải mê tín. Có người hỏi em, thầy giỏi phong thủy có giúp phát tài không? Khải Toàn mỉm cười và đáp, có và không. Phong thủy là phương tiện tốt về từ trường, nhưng thay đổi được một hai phần, thêm cơ hội thuận lợi về tài lộc nếu trong mệnh có sẵn cung tài lộc. Tuy nhiên, đầu tư vào giáo pháp lành, đầu tư vào Phật pháp là sự đầu tư thay đổi toàn diện. Có vị gia chủ đạo Công giáo thiếu tính tâm, không đi lễ nhưng vẫn giữ đức tin. Tuy nhiên, niềm tin ấy không đủ lớn vì thiếu sự tu tập. Lại có nhiều vị theo Phật giáo vẫn còn si, tham, sân, sẵn sàng khẩu chiến trên mạng. Nói đạo mình hơn đạo người khác, nói thầy này giỏi hơn thầy nọ. Nói như thế, khác nào là phạm nghiệp nói lời hung dữ. Nghiệp nói lời hung dữ là nghiệp miệng trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Khi ai đó khen đạo mình thâm sâu, hạ đi đạo khác là đi ngược với giáo lý nhà Phật. Giáo lý nhà Phật dạy rằng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bình đẳng là không phân biệt, đạo nào cũng là con đường làm lành chánh ác. Khác nhau ở pháp môn lẫn lời dẫn. Bên Công giáo có những vị cha thuyết giảng giáo lý không giống nhau. Phật giáo cũng như thế,
Cùng một bộ kinh, mỗi vị thầy giảng không như nhau, tùy khẩu vị mỗi người. Ngay cả trong việc ăn uống cũng đã khác biệt. Cùng một món ăn, ăn nơi khác nhau, mùi vị và cảm giác đã rất khác. Bạn có đức tin với Đức Phật nhưng vẫn còn si, tham, sân. Thấy thầy này hay hơn thầy kia, thầy này kém hơn thầy kia. Tức bạn chưa có công phu tu tập, chưa thực hành giáo pháp của Đức Phật. Khi còn tham sân si, chấp ngã còn cao, tâm còn nhiều phân biệt, vô tình tạo ra nghiệp miệng và nghiệp ý. Giáo lý của Đức Phật tuy cao siêu, thâm sâu vô cùng tận, tiếc là người chuyên tâm trì giới lại khá ít. Ngay cả những bộ kinh nhỏ cũng không nhiều người thực hành. Kinh Công giáo tuy có đơn giản và trực quan hơn, nhưng lại hiệu nghiệm. Nếu các bạn để ý, người theo Công giáo ít khi sẵn sàng khẩu chiến trên mạng, hiếm khi khen đạo mình hơn đạo Phật. Các bạn có biết vì sao không? Khác nhau ở chỗ hành trì, ở sự tinh tấn, ở việc nuôi dưỡng tâm thức. Một tôn giáo với giáo lý đơn giản ra sao, nếu người theo đạo ngày ngày cầu nguyện, đi lễ, sống với giáo lý, họ sẽ có một công phu nhất định. Cái công phu ấy giúp họ làm lành tránh dữ, sẽ không phạm nghiệp miệng, nghiệp thân, nghiệp ý. Ngược lại, dù đạo Phật có cao siêu như thế nào, người Phật tử không giữ giới, không nghe thuyết pháp, không nghe giảng kinh, cũng không ngồi thiền, khác nào có danh mà không có lực. Vì vậy, nói theo Pháp Sư Tịnh Không, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, chỉ cần một môn, một bộ kinh, nghe cả trăm ngàn lần, thực hành theo, bạn sẽ trở thành cao thủ, điều phục được si, tham, sân, mạn, nghi. Người trẻ vừa trưởng thành thường chưa có duyên vào tôn giáo, sau vài phen biến cố, trải qua vài việc không thể lý giải, may mắn đủ phước và tự mình thích nghi sẽ có chút niềm tin. Ban đầu tin nhưng chưa sâu, chưa có công phu tu tập, thường thiếu tuệ, nghĩ đạo mình tốt hơn đạo kia, tâm còn si và sân, nói đạo mình là nhất, những pháp môn khác chỉ là thứ yếu. Nếu trên cơ thể của ta, ta nói mắt ta là nhất, mọi bộ phận khác đều là thứ yếu, điều gì sẽ xảy ra? Đạo mình là nhất, đạo khác cũng là nhất, cái gì cũng tốt nhất, phải chăng quá tốt không? Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã giảng như thế trong bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bộ kinh ngắn này do Pháp Sư Tịnh Không giảng giải, có 80 tập, chư vị thiện duyên có thể tìm xem trên mạng. Đạo mình nhất thì đạo người cũng nhất, thầy này nhất, thầy kia cũng nhất. Mỗi thầy có phương pháp giảng giải không như nhau, hợp khẩu vị thì xem, không hợp thì thôi. Không nghĩ xấu, không thị phi, không phân biệt. Đó là cách giảm nghiệp ý và nghiệp miệng. Ta hãy tập cách tu như chiếc remote, lúc tăng, lúc giảm, không hợp thì chuyển kênh. Người mới có đức tin, không phải nghe thầy nào cũng thông cả, cần một quá trình tiếp nhận kiến thức và cả hành trì. Ví như bản thân em, nghe nhẹ nhàng thì mở thầy Pháp Hòa, chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật thì mở nghe thầy Tịnh Không, sách thì đọc thầy Thích Nhất Hạnh hoặc tác giả Lý Cư Minh. Tất cả những vị ấy là bậc giác ngộ, là bậc thiện tri thức trong lòng của em. Thiện tri thức của mỗi người cũng không như nhau. Người cho mình giáo pháp lành, hợp văn tự là thiện tri thức. Những vị em vừa kể có một điểm chung và em cũng phát nguyện tu theo hạnh ấy, đó chính là khiêm cung. Em hạ mình với tất thảy mọi người. Người trẻ hơn, sinh năm 80 hay sinh năm cả 2000, khi liên hệ em vẫn dạ, thưa, kính người là kính mình. Chư vị nếu có đức tin với Phật, hãy nhớ 10 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.
nói về niềm tin, về tôn giáo và tâm linh. Một vị gia chủ chia sẻ với Khải Toàn: có tính nhưng không theo tôn giáo nào cả, nhưng có một niềm tin về tâm linh. Khải Toàn hồi đáp: tôn giáo và tâm linh là hai phạm trù. Tôn giáo hướng con người làm lành, đó là con đường. Giả dụ Phật giáo là con đường tỉnh thức, Phật là giác. Tâm linh thuộc về vô sắc tướng. Người có cùng tần số sẽ cảm nhận được những sự việc qua vài thức. Các bạn có thể tìm trên mạng về duy thức học. Nếu anh có niềm tin nhưng vẫn còn hoang mang thôi chưa tỏ, bản thân lại không quyết tâm dụng theo, dù có đọc bao nhiêu sách vẫn không đủ, nghe bao nhiêu kinh vẫn không thông, tất thảy chỉ là pháp học. Người ngày nay học 10 mà nhớ chỉ 1, vì mãi lao nhọc với danh lợi, mưu toan với cuộc sống, rốt cuộc thì niềm tin ấy vẫn chỉ là lý thuyết suông. Niềm tin không thực hành là lý thuyết suông nếu không thực hành. Một vị công giáo khi xem mệnh đã chia sẻ: nhà con theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng con tự cảm nhận không phải con chiên ngoan đạo, vì hầu như không đi lễ nhà thờ từ rất lâu. Nhưng lòng con vẫn tin tưởng vào bề trên, tin vào nhân quả và sự che chở của đấng toàn năng. Khải Toàn hồi đáp: tất thảy người có niềm tin về tôn giáo là người may mắn, vì biết phương pháp làm lành thêm niềm tin được gia hộ. Có được phước đức này là hưởng được từ gia đình. Gia đình có niềm tin, có tín ngưỡng. Tuy nhiên, chính bản thân mỗi người phải biết tận dụng phước lành ấy mới có thể phát huy. Ví như nhà có sẵn sách quý, chính mỗi người phải tự đọc và suy ngẫm. Người theo đạo nhưng thiếu niềm tin, thiếu sự siêng năng đi lễ, không khác gì sở hữu quyển sách quý mà cất trong tủ. Người có đạo, dù Chúa hay Phật, chỉ tin thôi không đủ. Niềm tin thiếu sự hành trì, thiếu thực hành sẽ không có lực, tất thảy chỉ là lý thuyết. Mỗi khi ta cầu bề trên không bằng cầu tự tánh là tự trong tâm ta. Tự mình là tự lực trước khi cầu bên ngoài là tha lực. Dù cầu tự tánh hay cầu ơn trên, có hai việc anh cần lưu tâm. Một, mỗi ngày nên hành trì thông qua cầu nguyện. Cầu nguyện, đọc kinh, không đợi đến khi khốn khó mới nhớ đến. Giả dụ ngày nào cũng cần ăn cơm là nuôi thân, tắm rửa là sạch thân. Việc cầu nguyện là thần dược nuôi dưỡng tâm thức. Thứ hai, con người không thể thoát khỏi sự chi phối của âm dương và cả nhân quả. Mình phải cố gắng trong đời sống, trong công việc. Biết làm lành, tránh dữ là tự mình tạo ra nhân lành và từ trường lành. Vì vậy, nếu anh đã tin vào nhân quả và đọc kết quả lá số, biết đường tài lộc, đường tình cảm của mình như thế nào thông qua sinh thần bát tự, thì nên chí tâm thay đổi theo giáo pháp lành, theo lời lành từ kinh sách. Nếu anh tin vào bề trên, nên thường xuyên đi lễ. Đi lễ, đọc kinh là tự gia hộ cho mình trước khi ơn trên gia hộ. Những năm tháng xem phong thủy, Khải Toàn nhận thấy đa phần người có niềm tin về tôn giáo và cả tâm linh, tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào nhân quả, tất thảy đều được gia hộ. Một vị gia chủ sinh năm 70 khá giả chia sẻ: gần 20 năm trước, từ lúc chính thức ăn vị bàn thờ thờ phụng, mọi việc trong cuộc sống thay đổi tốt hẳn, từ gia đình cho đến công việc. Anh gia chủ sinh năm 70 này hiện ở trong một căn nhà có giá trị gấp trăm lần những căn nhà bình thường. Nhà anh có một phòng thờ rất đẹp và trang trọng. Mức độ thành công về công việc khó ai sánh kịp. Anh gặp may mắn ấy do đâu? Do anh thờ phụng hay do anh nỗ lực trong cuộc sống? Người tin và tín tôn giáo và tâm linh lại thường xuyên hành trì. Họ sẽ vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc sống,
không chỉ gặp quý nhân, được cả ơn trên gia hộ. Người tin và tính người cõi khác, giảm đi tạo nghiệp với oan gia trái chủ. Người có niềm tin về tôn giáo, biết làm lành, tự mình tạo từ trường lành. Đó chính là phong thủy tốt, chính là tự mình làm vị hộ mệnh cho tâm thân mình. Không những thế, họ có thể xoay chuyển được những người thân bên cạnh, dễ dàng gặp được bậc thiện tri thức, vì tần sóng họ tạo ra là năng lượng thuần khiết. Vì vậy, không có đạo nào hay hay dở, do ở người dụng cả. Người biết dụng thì đó là đạo hay. Bí quyết là phải dụng công, thông qua đọc kinh, đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh, gặp bậc thiện tri thức và cả ngồi thiền. Mỗi đề mục cần thực hiện cả 100.000 lần. Giả dụ nghe bộ kinh thập thiện hơn cả 100 lần. Có như thế mới thấm nhuần lời giáo huấn của Phật. Nghe giáo pháp và quán xét trong mọi hành động, làm chủ được 3 nghiệp: thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Ngày ngày hành thiền giúp tâm định, tâm định thì tuệ sinh, điều phục được phiền não. Bản thân em chưa từng nghe ai bảo rằng, chưa từng nghe ai than thiền, ngồi thiền nhiều tâm bất an. Các bạn nên biết, ngồi thiền không thành Phật. Mục đích của ngồi thiền của người mới tập thiền là giúp cho tâm ngữ ý lắng lại. Giai đoạn đầu của hành thiền không phải là kết quả, mà là một quá trình, giúp cái tâm bớt lao xao, giúp miệng không tạo nghiệp, giúp thân khí huyết điều hòa. Vì vậy các vị đừng nôn nóng tập thiền, đừng mong cầu kết quả sẽ như thế nào. Ngay cả việc đặt cho mình mục tiêu ngồi thiền 3 đến 60 phút cũng đã đi ngược với định. Thời nay nếu muốn tìm một pháp môn đơn giản nhất để tu tập, thiền là một pháp môn cho người mới. Xa hơn, sau khi có chút công phu thiền định, pháp môn niệm Phật là một phương pháp thù thắng. Cải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.